Chào các bạn đang theo dõi kênh của bên Nguyễn Audio nhá. Hôm nay em tiếp tục lên cho bác gọi là vài con bát tép để bác về chế cháo cho nó vui nhá. Với cái mức giá gọi là xả sập sàn luôn nhá. Đấy, về các bác gọi là tha hồ chế cháo. Đấy. Với cái giá thành này em nghĩ là các bác thay thế luôn là sản phẩm mới, tức là ví dụ các con tép và con bát các bác ở nhà mà cháy thì em nghĩ là các bác thay luôn các con này luôn cho em nhá. Đấy, nó còn rẻ hơn là có đi sửa. Đấy. Mà chất bát, chất tép ở những con này nó còn hay hơn nhiều. Đấy, so với cái mà các bác đi sửa. Đấy. So với việc các bác đi sửa, ok. Ở đây thì em lên cho bác là ba sản phẩm này, 1 2 3 sản phẩm này. Đấy, trong đó thì có ba sản phẩm này thì có ba khác nhau nhá, ba khác nhau để các bác có sự đánh giá và trải nghiệm. Đấy. Đầu tiên thì em giới thiệu đến các bác là con siêu tép nhá. Này, dòng siêu tép của Onkyo. Dòng này nhỏ nhưng có võ các bạn. Nhỏ nhưng có võ. Đấy. Con này thì kích thước của nó nhá, là bán đường kính của nó này. Đấy, đường kính của nó là 10 đường kính của nó là 7.1 nhá. 7 đi, 7.1 này. Đấy, đường kính của nó 7.1 này. Tâm chéo của ốc này. Tâm chéo của ốc thì nó là 7 nhá, tâm chéo của ốc là 7. Đấy, tâm vuông của nó là 5. Đấy. Dòng siêu chép. Tiếng oánh cực mịn và sáng luôn. Đấy. Đấy, nhiều bác đừng tưởng là nhỏ như này nhá. Nhưng mà nhỏ nó có võ đấy, tiếng cực hay luôn, sáng gọi là. Nếu mà cái tầm giá mà em thật các bác là tầm khoảng 500 hoặc là hơn 500 tí mà ít con có thể là ngang cơ con này. Đấy, chép của Onkyo đẳng cấp lắm. Đấy, công suất là 25 trở kháng là 6 ohm này. Đấy. Tuyệt vời. Dây bát, dây tép đây, họ đánh dấu rõ ràng rồi, dương âm đây. Đấy. Em xin lỗi, dây không phải dây bát tép mà là tức là đầu âm đầu dương họ đánh dấu này. Đấy. Rất là dễ nhìn. Siêu tép của Onkyo. Tuyệt vời lắm, con này đánh tiếng rất hay các bạn. Đấy. Tiếng đánh rất là hay nhá. Giá con này của nó là 320.000 coi nhá. 320.000 là một cặp nhá, chứ không phải một chiếc đâu. Đấy, thế thì nó là giá gọi là xả hết tầm cho các bác luôn nhá. Đấy, bình thường những cặp này nó phải rơi khoảng là 400. Đấy, nhưng mà thôi, hôm nay gọi là em vui vui xả cho các bác còn 320 một cặp. Đấy, về các bác tha hồ một chế luôn. Đấy. Nhiều hôm nhà em nhiều hôm mà xả kiểu gọi là giá gọi là kịch tầm này nhiều bác có khi còn lấy mấy cặp cơ. Các bác bảo là ui giời rẻ này, tranh nào mà mấy cặp về anh để đấy, lúc nào thích thì chế cháo, không thích thì anh cháy con nào anh thay con đấy cho nó đỡ bị sửa. Đấy. Nên là đây là một cơ hội rất là tốt để các bác gọi là dừng ngay cặp chép này về nhá. Tiếp theo thì em mời các bác đến cặp đời đông đi. Này. Cặp này bánh tiếng hay rồi, riêng cặp này thì hàng VIP rồi. Nha, cặp này khỏi nghĩ luôn. Đấy, dòng lón nó là lón lụa mềm này. Đấy. Đường kính của nó thì nó sẽ là 9.2, đường kính của nó 9.2, 9.3. Đấy, còn đường chéo tâm ốc thì nó là 7.5. Đấy, đường chéo tâm ốc là 7.5. Còn đường tâm ốc vuông của nó sẽ là 5.5. Đấy, tâm ốc vuông là 5.5. Dòng từ kép của anh siêu mịn luôn. Đấy, logo này. Đấy, thương hiệu này dán trên từ và còn được dập chìm này. Đấy, hàng xin của họ là họ sẽ dập chìm này các bác này. Đấy, họ sẽ dập chìm chữ thương hiệu này, thấy không ạ? Đấy, quá xịn mịn luôn nhá. Đây, trước con này đây. Tuyệt vời. Giá của cặp này có 480 các bác nhá. Có 480.000 thôi. Đấy, đây. Quá xịn luôn. Đấy, bác nào mà thích nghe nhiều giải là tép thì em gợi ý là đây là một cặp mà gọi là hàng chất lượng cao nhá. Hàng chất lượng cao, nghe cực phê luôn. Đấy, giá là 480.
Tiếp theo thì em mời các bạn đến cặp bát của Onkyo, cặp bát của dòng Sony này. Đấy, bát này thì chất lắm. Này. Bát này của nó thì cái màng bát của nó là màng dạng màng giấy quá nhá. Đấy, và gân của nó dùng gân cao su rất là dày. Tiếng của con này đánh tiếng nó chắc và nghe nó rất là phê. Đấy. Nhiều con bát đánh phòng 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 phọp nghe nó chán nó gọi như gõ mẹt ấy. Đấy, nhưng con này bát của Sony thôi đúng không ạ? Sony là một thương hiệu rất là nổi tiếng bên Nhật. Không những về loa mà về còn tất cả các đồ điện tử. Đấy. Thế nên là riêng dùng của hãng Sony thì thôi khỏi bàn rồi nhá. Đấy, người ta còn gọi là led như Sony mà đúng không ạ? Ok, đây thì kích thước của bát đây. Đấy, đường kính của em bát này nó rơi vào là khoảng 14.5. Đấy, đường kính bát là 14.5. Đấy, còn nếu các bác không thích thì có thể bỏ cái viền nhựa này. Đấy, bỏ viền nhựa này ra thì đo ở đây nó là, nếu mà đo đúng chuẩn của nó nhá thì nó sẽ là bao nhiêu đây ạ? Đường kính sẽ là 13.5. Còn nếu mà đo ốc của nó nhá, ốc của nó theo đường chéo này thì nó rơi khoảng 13. Đấy. Ốc thì đây các bác bắt cho em là bốn con này nhá, đây này. Một con và một con đây. Tức là bắt bốn con nhỏ, còn bốn con to này là, nó là cái chân cài của cái ốc ngoài. Đây, tâm chéo của ốc đây thì nó rơi là khoảng 13. Đấy, còn tâm vuông của nó thì tâm ốc vuông thì nó rơi là dao động là 6.5. Đấy, 6.3, 6.5. Thì đấy là cái tâm ốc vuông. Nói chung thì cặp này thì em nghĩ là bác nào mà chốt muộn là hơi tiếc đấy. Đấy. Bởi vì dòng này là tiếng nói rất hay. Đấy, về có thích thì bỏ cái nhựa ra, không thích thì ốp lại cũng được nhá. Đấy, thì em cứ để đây. Giá cặp này là 630 các bác nhá, 630k. Đấy. Thì đây là ba cái sản phẩm mà em muốn giới thiệu đến cho các bác của ba khác nhau để các bác gọi là trải nghiệm cũng như là nghe thử. Đấy. Thoải mái chế cháo với cái mức giá bình dân. Đấy, thì một trong ba cặp này thì ví dụ bác nào mà chốt cặp nào thì alo cho em, ví như cặp Onkyo này thì giá là 320, cặp Đài Đông này giá là 480 và cặp Sony này còn là 630. Đấy. Đấy, toàn là hàng chất lượng cao các bác nhá, tiếng oánh rất là tuyệt vời luôn. Đấy, thì mọi thông tin liên hệ thì gọi cho em qua số 0966 594 581 hoặc số 0979 891 682, hay là có thể qua trực tiếp cửa hàng nhà em qua địa chỉ số 57 đường Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội nhé. Ok, em xin chào các bác và hẹn gặp các bác tại video tiếp theo bên em nhé.